Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại tiếp tục quay trở lại với Xem Bóng Đá Làm Có Tiền của mình. Hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu được đánh giá là tâm điểm của vòng 7 ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021 anh em nhé. Ở trận đấu này thì các cầu thủ Liverpool sẽ tiếp đón các cầu thủ Manchester City trên sân nhà Anfield của mình. Và trận đấu này thì là một trong những cái trận đấu mà quyết định là đội bóng nào sẽ vươn lên dẫn đầu ở sau cái vòng đấu thứ 7 này các bạn nhé. Trước khi vào những cái nhận định chính của trận đấu này thì chúc mừng những anh em trong nhóm Zalo của mình những ngày qua đã ăn rất nhiều kèo bóng mình đưa cho mọi người. Anh em nào chưa kết bạn Zalo với mình thì hãy kéo xuống phần mô tả kết bạn Zalo với mình. Mình sẽ đưa anh em vào trong nhóm bóng để kèo 24 giờ trên 7, hướng dẫn anh em chơi trên một trang bóng thật là uy tín, nạp rút tiền qua thẻ ATM ngân hàng các bạn nhé. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trong cái trang web đó chính là kèobóng368.com để chúng ta có thể đăng ký trang chơi cũng như là xem những thông tin bên lề hay là những tin tức, những nhận định của mình cũng viết ở trên đó, thì anh em có thể ủng hộ mình qua cả hai cái nền tảng, một là kênh YouTube này, hai là anh em có thể trực tiếp truy cập vào trang web kia để có thể ủng hộ mình. Bên cạnh đó thì sau khi anh em lập xong tài khoản chơi thì anh em cũng có thể kết bạn Zalo trực tiếp ở trên cái trang web đó, rồi mình sẽ đưa anh em vào trong nhóm bóng chơi nhé. Ok, không phải để anh em đợi chờ lâu nữa thì mình sẽ đi luôn vào những cái nhận định chính của cái trận đấu ngày hôm nay. Liverpool gặp Manchester City thì một trong những trận cầu phải nói là siêu kinh điển của vòng 7 ngoại hạng Anh, khi mà cả Manchester City cùng với lại Liverpool đang thể hiện rất là tốt cái phong độ của mình từ đầu mùa giải năm nay đến bây giờ. Về phía các cầu thủ Liverpool thì họ đang có một cái chuỗi trận bất bại kéo khá là dài, nhưng về phía các cầu thủ Manchester City thì sao? Ở cái vòng đấu vừa rồi khi mà phải tiếp đón một Paris Saint-Germain thì Manchester City đã bất ngờ để thua các cầu thủ Paris Saint-Germain với tỷ số là 2-0. Ok, thì mình sẽ phân tích và cho anh em những cái lịch sử thi đấu cũng như là phong độ thi đấu gần đây của cả Man City cũng như là Liverpool các bạn nhé. Ok, trên màn hình đây thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là cái phong độ thi đấu của Liverpool trong 6 trận đấu gần đây nhất, họ chỉ có một trận hòa và có tới 5 chiến thắng. Còn các cầu thủ Manchester City thì trong 6 trận đấu gần đây họ có 4 chiến thắng, một trận hòa và một trận thua. Liverpool thì cũng họ đã duy trì cái chuỗi trận bất bại ở trên sân nhà Anfield của mình tới 11 trận rồi. Những trận đấu gần đây thì của cả hai đội từ năm 2019 cho đến năm 2021, hai đội có một kết quả hòa 1-1 vào tháng 11 năm 2020. Các cầu thủ Manchester City có tới 4 chiến thắng và Liverpool chỉ có 1 chiến thắng vào tháng 11 năm 2019 mà thôi. Con số thống kê về những cái lịch sử thì đang nghiêng hoàn toàn về phía các cầu thủ Manchester City các bạn nhé. Về những cái phong độ gần đây thì Liverpool trong những trận đấu gần đây của họ đều có rất nhiều bàn thắng. Hàng công của Liverpool đều ghi từ ít nhất là 3 bàn thắng trở lên trong các trận đấu gần đây. Họ có một chiến thắng 3-0 trước cầu thủ Leeds United, chiến thắng 3-2 trước cầu thủ AC Milan, một chiến thắng 3-0 trước cầu thủ Crystal Palace, tiếp đó là một chiến thắng 3-0 trước Norwich. Họ có một trận hòa đáng thất vọng trước cầu thủ Brentford. Và vừa rồi thì họ có một chiến thắng 5 sao, 5-0 trước các cầu thủ Porto các bạn nhé. Còn về phía các cầu thủ Manchester City thì sao? Cũng đang sở hữu một hàng công cực kỳ mạnh, thì trong những trận đấu gần đây Manchester City cũng đã có những trận đấu mà ghi rất nhiều bàn thắng, đặc biệt là trận đấu với tỷ số 6-3 trước các cầu thủ Leipzig, có một trận thắng 6-1 ở trước các cầu thủ Wolverhampton. Thì những trận đấu gần đây thì Manchester City cũng đã có một chiến thắng thuyết phục 1-0 trước các cầu thủ Chelsea, nhưng ở cái vòng đấu vừa rồi thì họ đã để thua trước các cầu thủ Paris Saint-Germain các bạn nhé. Ok, thì trên đây là những cái lịch sử cũng như là cái phong độ trong thời gian gần đây của cả Manchester City và Liverpool. Chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái kèo bóng ở trong trận đấu này mà nhà cái đang đưa ra về cái kèo châu Á. Thì với lợi thế ở trên sân nhà của mình, nhưng thời điểm hiện tại các cầu thủ Liverpool vẫn được đánh giá là thấp hơn so với lại các cầu thủ Manchester City. Khi mà các cầu thủ Manchester City thi đấu ở trên sân khách nhưng vẫn chấp các cầu thủ Liverpool đồng banh thua nửa 0,25. Tài xỉu ở trong trận bóng này là tài xỉu 2,75. Trong hiệp 1 thì hai đội bằng bóng và tài xỉu trong hiệp 1 là một hòa các bạn nhé. Ok, phân tích về cái vấn đề này thì mình sẽ chuyển đến cho anh em xem cái bảng hiện tại là cái bảng xếp hạng của bóng đá ngoại hạng Anh. Thì hiện tại các cầu thủ Liverpool đang dẫn đầu với 14 điểm, Man City, Chelsea, Manchester, Everton cùng với lại vị trí của Brighton, 5 đội bóng còn lại đang có 13 điểm.
chỉ hơn nhau về hiệu số bàn thắng bàn thua mà thôi. Thì sau trận đấu này nếu như Manchester City hoặc Liverpool giành chiến thắng thì chắc chắn là họ sẽ có một cái vị trí khá là ổn ở trên cái đầu bảng. Nhưng nếu như các thủ Manchester United có một cái chiến thắng trước các thủ Everton ngay ở ngày sớm nhất ngày 18 giờ ngày mùng 2 thì chắc chắn là Manchester sẽ đứng đầu, áp lực lên cho Liverpool cùng với lại Manchester City. Mình sẽ thông qua cho anh em về cái đội hình ra sân dự kiến cũng như là cái lực lượng ở trong cái trận đấu này của cả hai đội. Thì ở trong cái trận đấu này về phía các cầu thủ Liverpool ấy, thì con số thống kê cho thấy là Liverpool đã ghi trung bình là ít nhất là 3 bàn trong một trận đấu ở 6 trận đấu gần đây nhất trên mọi đấu trường. Còn về phía các cầu thủ Manchester City thì như thế nào, thì trong 5 năm trận đấu gần đây nhất tại ngoại hạng Anh, các cầu thủ Manchester City đã giữ sạch lưới. Hai con số thống kê thì đang cho thấy là một hàng công vận dụng tối đa cái sức mạnh của mình sẽ thi đấu với lại một cái hàng thủ đang là rất tốt. Khi mà Liverpool ghi ít nhất 3 bàn trong một trận đấu trong 6 trận đấu gần đây, còn Manchester City thì đã giữ sạch lưới trong 5 trận gần đây nhất. Thì đêm ngày hôm nay liệu rằng là Liverpool hay là Manchester City sẽ tiếp tục duy trì những cái chuỗi trận này của họ. Mình sẽ thông qua cho các bạn cái đội hình ra sân dự kiến của cả Liverpool cũng như là Chelsea ở trong cái trận đấu này. Về phía Liverpool cũng như là Man City các bạn nha, xin lỗi anh em. Về phía các cầu thủ khách, Manchester City vẫn là ba cái tên ở trên hàng công, đó là Silva, Torres cùng với lại vị trí của Jack Grealish. Ở dưới đó thì sẽ có Rory, Gundogan cùng với lại Kevin De Bruyne. Vâng, Liverpool có Salah thì Manchester City có Kevin De Bruyne. Ở dưới hàng tiền vệ thì vẫn là Kai Walker-Peters, Aker cùng với lại vị trí của Cancelo. Trong khung thành của Manchester City ở trong trận đấu này là Ederson các bạn nhé. Và đây là đội hình ra sân dự kiến của Man City. Còn về phía các cầu thủ chủ nhà Liverpool, họ sẽ có sự phục vụ của đầy đủ những trụ cột Salah, Jota và Firmino ở trên hàng công. Họ sẽ có John Henderson cùng với Fabinho ở dưới hàng tiền vệ. Bốn cái tên ở hàng trung vệ và hậu vệ của họ sẽ là Alexander Arnold, Van Dijk, Matip cùng với lại vị trí của Robertson. Ở trong khung thành của Liverpool trong trận đấu này sẽ là Baker các bạn nhé. Ok, thì trên đây là mình vừa thông qua cho anh em cái đội hình ra sân dự kiến của cả Liverpool cũng như là các cầu thủ Manchester City. Thì trong trận bóng này với một cái kèo bóng là các thủ Manchester City chấp cả trận 0,25 thì mình đánh giá là một cái kèo anh em có thể đi được. Tuy rằng là Liverpool trong những thời gian gần đây họ đang thi đấu cực kỳ ổn định, nhưng so sánh về tổng quan, so sánh về mọi mặt thì các cầu thủ Manchester City vẫn đang nhỉnh hơn một chút về lực lượng cũng như là về tất cả những cái phong độ trong thời gian gần đây. Thì ở cái trận bóng này để nhận định cho anh em một cái kèo bóng chính xác thì trước khi trận đấu diễn ra 30 phút đến 1 tiếng có một cái đội hình ra sân chính thức. Lúc đó sẽ là lúc mà mình nhận định cho anh em một cái kèo ok và chính xác nhất. Còn hiện tại bây giờ thì mình cũng không thể nào chắc chắn cho anh em là đi kèo nào để chắc sát nhất và đi kèo nào để có thể tỷ lệ ăn cao nhất được cả. Nên là mình sẽ chốt trước cho anh em cái kèo bóng là ở trận bóng này thì mình sẽ chọn nằm bóng các cầu thủ Manchester City và cùng với lại một cái tài hiệp 1. Nằm bóng Manchester City cả trận và một cái tài hiệp 1 là hai cái kèo bóng ưu tiên hàng đầu cho tất cả anh em. Những cái kèo góc cũng như là những cái kèo phụ thì mình sẽ không đẩy ở cái video này tại vì là hiện tại nó chưa có một cái đội hình nào ra sân chính thức cả. Và những cái kèo đó thì chúng ta bắt buộc phải có đội hình ra sân chính thức thì chúng ta mới có thể đẩy được kèo. Ok, thì trên đây là toàn bộ những cái nhận định và dự đoán của mình về cái kết quả của trận đấu này. Thì anh em nào muốn nhận thêm nhiều kèo bóng hơn nữa, muốn có thêm những cái thông tin cụ thể hơn nữa thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả kết bạn Zalo với mình, hoặc anh em có thể trực tiếp truy cập vào website kèo bóng368.com để có thể nhận những thông tin mới nhất từ mình các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ dừng lại cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo. Xin lỗi mọi người là anh em nào mà chưa đăng ký cái kênh này cũng như là kênh xem bóng đá có tiền của mình ấy, thì các bạn hãy để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Anh em hãy nhấn chuông để nhận những cái thông báo mới nhất từ những kênh của mình các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.